Ok, chào mọi người. Hôm nay Thuận làm video này chính là hướng dẫn các bạn phát âm 9 âm đơn giản trong tiếng Anh. Ok, let's go. Âm thứ nhất chúng ta học đó là âm Y dài. Khẩu hình miệng đó là Y, Y, Y. Như là chúng ta cười mỉm đấy. Y, please, 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 speak English with me. Ok, sau âm thứ hai đó là âm Y ngắn. Thì tay chúng ta sờ vào bụng này. Tay ở trên thì khi mà đọc âm này thì nếu như bụng thấy rung thì tay ở trên sẽ làm theo như này nhé. Đúng không? Âm này thì đơn giản lắm. Áp dụng trong từ đó là difficult, 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 difficult. It's not difficult to speak English, okay? Sau âm ba nhá, âm ba đúng. Tay cũng sờ vào bụng. Nếu rung là đúng. Trong từ everything, 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 everything is ready. Next, miệng này, miệng nhá, miệng thì nám như này 90 độ. Practice, 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 practice makes perfect. Practice makes perfect. Tiếp theo là together, together, together. America and Vietnam should always work together. Tiếp theo là remember, remember, remember to call your mother. Yes. Âm tiếp theo là âm có nghĩa là âm ơ dài. Trong từ perfect, perfect, perfect. Okay, he speak perfect English. Âm tiếp theo là ngắn nhá. Thì là từ should, should, should. You should read as many books as possible. Và chính là âm cuối cùng, âm u. U. Food, food, food. What is your favorite food? Okay, okay, the end. Bye. Chúc mọi người học bài tốt, bài hiệu quả. Bye.